Chào mừng quý vị khán giả của Little Sài Gòn TV. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Góc khuất cùng với Chelsea. Và hôm nay Chelsea mời được hai vị khách mời đến với chương trình. Chúng ta sẽ nói về góc khuất của như thế nào, là góc khuất gì. Thì chắc là mời quý vị đón xem tiếp tục mình mới biết là góc khuất gì. Chelsea rất là cảm ơn cũng như là các My và anh Lãng đến với chương trình. Xin mời gửi lời chào đến quý vị khán giả. Dạ, cảm ơn Chelsea. Các My chào quý vị khán giả của chương trình Góc Khuất. Các My rất là vui vì hôm nay được Chelsea mời tham gia một chương trình để nói về những cái góc khuất của công việc của các My hiện tại là DJ. Dạ, mời anh Lãng. Lãng cũng xin kính chào khán giả của Góc Khuất. Cảm ơn anh chị của như bạn đến với chương trình. Mình kêu bạn tại mình bằng tuổi nhau mà. Và như anh Lãng là mình phải kêu anh rồi ha. Thì khi mà nói về DJ thì quý vị nào mà cũng đã biết cái từ ngữ DJ thì mình nói cái chữ giống như đánh dần ra DJ thôi. Thì mình biết là nó cũng liên quan đến âm nhạc, nhưng mà khác một cái ấy, khi mình nghe chữ DJ cái mình nghĩ như quậy quậy, cái gì nó lạ lạ mà nó đậm màu sắc hơn là những người mà chơi nhạc bình thường. Thì khi mà mình nói mình DJ thì cái cảm nhận của cái người khác họ cho mình như thế nào, mà khi mà giống như anh Lãng hay các My nói ô tôi là DJ thì cái người đối diện họ sẽ như thế nào? Anh Lãng muốn nói trước không? Ok, thật sự nói về DJ thật sự thì cũng như Chelsea nói đó, thì khi những người mà người ta nghe nói một người DJ á, thì người ta sẽ nghĩ tới là một cái cô gái hay một chàng trai rất là wow, rất là khu kiểu ngầu hay quậy quậy khu ngầu đó. Thì thật sự nhưng mà đối với các My á, DJ là một cái công việc làm dành cho một người rất là đam mê âm nhạc. Tại vì các My đam mê âm nhạc từ nhỏ và các My đã theo đuổi con đường nghệ thuật là từ ca hát tới múa kịch tới làm những cái gì có liên quan tới nghệ thuật. Nhưng mà nói về chính á, thì các My vẫn đam mê âm nhạc nhất. Tại mình nghe nhạc từ nhỏ và mình thích nhạc. Thì có một cái trường hợp này là khi mà có một người bạn á gặp các My thì có nói là ô sao các My nhìn giống như cái style kiểu mà hơi công chúa, hơi nếu bánh mà nói kiểu dễ thương là bánh bèo đó, mà sao làm DJ. Nhưng mà thật sự á là DJ đối với các My là một người phải thật sự yêu âm nhạc thì mới cảm nhận được khi mình làm DJ. Còn theo cái những cái suy nghĩ của mọi người á, là DJ là phải wow, phải khua ngầu, là tại vì mỗi một cái người sẽ có cái style riêng. Có người sẽ thích kiểu khua ngầu, còn các My thì My lại thích kiểu dễ thương. Mỗi người sẽ một cách khác, và trong âm nhạc cũng vậy, cũng có những người sẽ chơi rất là nhiều thể loại nhạc khác nhau. Cảm ơn các My rất nhiều. Còn như anh Lãng đây là khi mà mình chọn cái công nghề làm DJ rồi, hay là cái nghề đó, cái nghiệp công việc đó chọn mình? Đối với anh thì cái nghề của anh không có nghĩ là nghề DJ, tại vì anh xuất thân không phải là nghề DJ. Mà giống như các My vừa nói vậy đó, là anh đam mê cái âm nhạc từ nhỏ. Vì cái đam mê đó mà anh tự học hỏi. Cho nên rồi anh không biết từ lúc nào anh chơi nhạc rồi người ta trả tiền cho anh, chứ anh không nghĩ cái đó là một cái nghề của anh. Wow, vậy cái đó là con đường là tự nó chọn mình, cái duyên nó đến với mình. Giống như anh vừa nói đó, hai chữ đam mê. Từ đam mê mình với, bởi vậy Mỹ có câu á, talent without practice equals zero. Khi mình đam mê thì mình với học hỏi, mình với có tiến bộ được. Đến ngày hôm nay anh vẫn tiếp tục anh học hỏi từ các DJ khác. Cái này là freestyle, không có ai người nào hay hơn người nào, nhưng mà mỗi một lĩnh vực nhạc khác nhau. Cảm ơn anh và các My. Thì khi mà mình nói về DJ là mình sẽ hình dung một người giống như là nói là wow, kiểu mà nó trong club hay trong mấy cái những quán nó khác bình thường á. Giống như là mình vô quán cơm gia đình thì nào có thấy DJ. Thì mình cái đầu mình là mình đã bị cái mình nói là cái là mình stereotype rồi, mình đã cái não mình đã cứ nghĩ cái anh hình ảnh ở ngoài rồi. Nhưng mà rất là dễ thương á, giống công chúa mà DJ. Thì khi mà mình chọn mình là DJ đó thì cái nhạc có những người nhìn vô thì họ thấy ôi mấy người chỉ đứng mua cái tay chọn nhạc thôi, nhưng mà thực sự cái người DJ phải có năng khiếu gì và phải làm như thế nào? Giống mình biết là mình thích âm nhạc rồi, nhưng mà mình làm sao mình phải bỏ cái nhạc đó? Tuy là thấy dễ nha, nhưng mà có những khi mà cái người mà trong đó họ đi dự tiệc hay đi đâu đó, họ mà nghe nhạc mà họ thích, họ sẽ quay qua trời ơi DJ chơi dở vậy. Có nghĩa là cũng họ cái người thưởng thức họ cũng biết là cái người DJ đúng hay không nữa. Giống như ở cái My nghĩ là âm nhạc á, thì nếu mà những người mà gọi là có đam mê á, thì mình sẽ biết và mình theo đuổi cái nào.
Ví dụ có những người mà làm trong âm nhạc đi, họ sẽ nghe một cái người đó hát, họ sẽ biết người đó hát hay hay là dở. Thì giống như DJ cũng vậy, khi mà mình là DJ thì những cái người họ gần âm nhạc họ nghe, họ sẽ biết là mình chơi hay chơi dở. Thì thật sự em không biết anh Lãng thì sao, thì anh Lãng với Cát My cũng cùng một cái gọi là đam mê, là Cát My cũng đam mê âm nhạc từ nhỏ. Nhưng mà giống như anh Lãng á, thì đó có nghĩa là học hỏi tìm tòi. Còn Cát My là 8 năm trước á, là Cát My có học một cái khóa học ở bên Việt Nam, là học về DJ chuyên nghiệp. Thì nhưng mà cũng có những cái lý do hoàn cảnh nên thật sự thì mới hơn một năm nay Cát My mới trở lại nghề DJ. Cảm ơn Cát My. Dạ. Thì khi mình học mà DJ cũng phải học đúng không quý vị? Như con Lãng cũng biết là anh theo đuổi đam mê, anh tự học. Còn là Cát My đi học trường lớp đàng hoàng luôn. Thì mình cứ nghĩ là DJ giống như là mình, nếu mà bây giờ thông thường ai cũng muốn làm ca sĩ, nghệ sĩ, họ sẽ muốn nổi bật, họ sẽ muốn hát khi mình nói về âm nhạc. Nhưng mà tại sao mình chọn làm DJ, mình đứng sau lưng một cái góc mẻ đó, một cái góc khuất nào đó mà mình chỉ đánh nhạc thôi. Có những người họ biết mình, còn những người họ không để ý tới DJ luôn, họ chỉ nghe nhạc thôi. Thì là cái đó là cái mình đam mê tới đó, mình không cần biết người ta nhìn mình hay không luôn hả? Theo anh thì DJ rất là quan trọng, cũng giống như là mình nằm dâu trong họ vậy. Khách mời tới làm sao mình biết người khách thích new wave, thích hip hop, thích trend, thích house, có nhiều cái channel trong đó. Cho nên cái trách nhiệm DJ của mình ra đó mình không còn chơi với bản thân của mình nữa. DJ thì là mình nghe trước những bản nhạc mình làm, tại mình cảm thấy này nó hay lắm mình mới chia sẻ đúng không? Nhưng mà trong những đêm mà mình chia sẻ đó, những bản nhạc đó lại không có cảm ứng được khán giả bằng cách là người ta đi break thì mình sẽ thấy được. Cho nên là đối với khó của DJ nhất là mình làm sao mình read được cái crowd, mình làm sao mình hài lòng, làm sao mình chiều được cái khách của mình. Dạ, thì em thấy có là DJ là mình phải là tự nhiên là cộng làm nhau trong họ đúng. Tại em nhớ có mỗi lần đi họ phải nhìn vòng họ coi họ khách mời là thích nhạc gì như thế nào, giống như là phải hợp với hoàn cảnh đó nữa. Dạ. Nhưng mà giống như Jessie nói là giống như là một người DJ khi mà mình chọn cái nghề này á, là mình đứng ở trong một cái góc khuất rồi đó. Nhưng mà đối với Cát My thì Cát My rất là hạnh phúc khi được đứng ở một cái stage để mình tạo âm nhạc cho khán giả. Tại vì từ nhỏ là Cát My đam mê nghệ thuật, Cát My theo đuổi hài kịch cũng có và hát cũng có. Là cái niềm vui của Cát My á, là đem niềm vui, đem tiếng cười tới cho mọi người. Thì giống như mình diễn hài thì mình cũng đem cái nụ cười cho mọi người, hoặc là mình hát cũng được. Nhưng mà thật sự thì khi mà Cát My đeo đuổi và theo chính xác cái con đường DJ á, thì càng ngày Cát My cảm thấy á, khi một giống như anh Lãng nói á, DJ trong một cái buổi tiệc rất là quan trọng. Tại thật sự mà âm nhạc mà không có DJ ở đó chỉnh nhạc và làm theo và giống như là làm cho cái không khí nó vui lên á, thì thật sự cái buổi tiệc đó nó sẽ thiếu đi một cái gì đó. Nên Cát My cũng rất là vui vì đã lựa chọn cái con đường DJ. Dạ, cảm ơn rất nhiều. Thì tại Chelsea có một câu hỏi nó theo cái trường hợp thật sự. Quý vị nào mà biết là tiệc cưới hay là tiệc nào ngày xưa trước khi DJ là hồi xưa là Việt Nam ít khi biết đến, ít khi mướn lắm. Thông thường là mình mướn những băng nhạc hay một cái band. Thì có bao giờ mà đụng trường hợp mình DJ đây rồi cái tiệc đó cũng có band hay không? Thì mình phải chia phối như thế nào? Có giờ bị đụng trường hợp đó chưa? Anh Lãng có gặp chưa? Cũng có chứ. Thì one man band thì là chơi cái giờ one band là DJ là chơi là của DJ, tại vì khi mà có DJ là không cần one man band nữa. Đúng. Tại vì một cái đờn nó thể nó phát ra được bao nhiêu cái âm thanh, trong đó piano, guitar, anything. Tại vì DJ mình phải hiểu cái này là cái tiếng đó nó phát nó làm bằng từ computer ra. Cho nên là không có gì là đụng chạm với nhau hết. Là cảm ơn anh rất nhiều, tại em bị một trường hợp đó rồi. Thì mình cũng thấy ngại là giống như mình mời hai bên tới là họ chia như thế nào. Thường thường Cát My những cái buổi tiệc á, là thường là one band hoặc là full band sẽ hát trước. Thường cái giờ DJ á, là sẽ chơi sau cái giờ đó. Tại thường á, lúc mà ta hát xong, người ta vui xong rồi đó, thì cái giờ DJ là người ta chỉ muốn ra dance với mọi người thôi. Và cái nhạc của DJ lúc nào thì dĩ nhiên nó cũng sẽ sôi động hơn trong những cái giờ cuối. Rồi
khi mà mình nói về cái công việc của mình nha, hồi nãy nói là giờ cuối là cứ là ngoan ban ban, đám cưới là thường 6 giờ cho tới 9 10 giờ đi. Mà DJ phải chờ phút cuối luôn. Thì công việc của mình cái giờ giấc như thế nào, là có nghĩa là không ngủ luôn hả? Thì ngủ nhưng mà ngủ trễ hơn mọi người thôi. Mà vẫn đẹp vẫn tươi ha. Thì quen rồi, giống như là thật sự luôn, giống như lúc trước á, ví dụ như mình nghĩ như này, bây giờ hồi xưa là mình cũng thỉnh thoảng mình cũng đi tiệc đi hoặc là đi party với bạn bè thì cũng về trễ, cũng giống như 1-2 giờ. Nhưng mà bây giờ là cái công việc của mình đi về trễ, nhưng mà mình có công việc để làm và cái công việc mình cũng đam mê theo đuổi và mình cũng thích nữa, nên nó làm cho mình càng ngày càng vui hơn chứ không có mệt mỏi. Cảm ơn, nó có lý ha. Còn như anh đây, cái góc khuất của một người DJ như thế nào? Bây giờ em hỏi luôn góc khuất của hai người luôn. Có cái những gì mà không có ai biết đến mà những cái ấm ức của một người DJ không? Những gì khó khăn? cái mà khó khăn của DJ là giống như em mình nói vậy, cái giờ nó khác. Cho nên là đối với anh đó, là DJ là phải cần sức khỏe giống như nào, đứng đó phải tới 1, 2 giờ, 3 giờ sáng cũng có luôn. Có những set nhạc anh đánh 8 tiếng đồng hồ. Nếu mà không có đam mê, không có thể là mình đứng, mình có thể mình chỉnh được mấy cái nút đó mà trong vòng 8 tiếng được, phải có sự đam mê. Bởi vì anh nói cái này, nếu không phải là cái công việc để mà mình kiếm tiền, nếu mà kiếm tiền mình sẽ thua, chỉ có đam mê thôi. Cho nên là sức khỏe rất là quan trọng. Có thể cắt mi trẻ hơn anh, nhưng mà nếu mà anh là khi anh biết cái đó rồi là anh biết được là, cho nên ngày nào anh cũng phải cố gắng anh tới gym anh tập để có sức khỏe. Không có DJ đâu có khinh được cái đờn cũng đâu có nhẹ đâu em. Đúng rồi. Dạ. 8 tiếng đồng hồ mà đứng không? 8 tiếng đồng hồ. Ăn mà uống? Uống nước thôi. Trời mà chính vậy mà anh nói là anh tạ ơn Chúa, anh không có uống rượu, chứ nếu anh uống rượu anh chịu không nổi. Đúng rồi. Nhưng mà 8 tiếng anh có break không? Break chút xíu anh không? Có break, anh đi đúng rồi. Nhưng mà cái người idol của anh á, cái người mà anh không biết mọi người sao, nhưng mà trước khi anh là DJ thì anh có hướng theo một cái người, anh mỗi lần anh đi club là anh đều thâu him hết. Him là một cái người DJ rất là nổi tiếng của nhạc trend, nói ra ai cũng biết, đó là chính là Marcus Schultz. Mà em có nghe. Him là cái người mà anh đã theo dõi him đứng một set 10 tiếng hồ mà him không có đi đâu luôn á em. Không đi đâu luôn. Sau đó quảng cáo người ta có hỏi him là ủa sao mày không mất ấy là nó cái cơ thể nó chịu cho nó đủ cái đến ngày hôm nay mà Hi lớn hơn anh bao nhiêu tuổi mà Hi vẫn đứng được 10 tiếng là đâu phải chuyện được. Nghe mà nổi gà đúng không? Tại vì người ta nói là âm nhạc là liệu thuốc cho con tim mà ha, là nó cho linh hồn mà giúp cho linh hồn mà. Em nghĩ bình thường là 11 giờ anh ngủ rồi, mà khi mà những cái buổi trình diễn đó là tới 5 giờ sáng em. Cho nên là anh nói thiệt với em, chứ anh cảm thấy là nó sức khỏe nó bị tiêu hao nhiều. Mà cái giờ đó giờ người ta ngủ, mà giờ mình đi làm việc là mình đã mất cái giờ âm dương, nó đã không có điều hòa rồi nhá. Mà mình phải tỉnh táo nữa. Mà nếu mà mình không tỉnh táo mình sẽ transition nó không có smooth. Lái xe. Cái giờ đó mệt lắm á. Mệt lắm. Mà giống thật sự á, các mi nghĩ này giống như anh Lãng nói, nếu mà không có đam mê thì rất là khó theo đuổi cái công việc này. Tại vì các mi có nghĩa là cái set mà các mi chơi lâu nhất hồi trước cho các mi nhận là 6 tiếng là thật sự cũng không mệt nha. Có nghĩa mình chơi mình không có mệt, có nghĩa là mình cảm thấy thời gian nó rất là bình thường. Thì giống như bữa hổm là các mi có đi một cái show, là các mi có nhận một ba cái show liên tục 3 ngày là thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Không, 4 ngày luôn, có nghĩa là 4 ngày liên tục. Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Mà có nghĩa là cái ngày thứ năm, thứ sáu là các mi đi show DJ ở Cali. Mà thứ bảy là ở Texas, ở Houston. Chịu khó dễ là sợ các mi phải bay, có nghĩa là các mi vừa xong show tối thứ sáu 2 giờ khuya là 4 giờ phải đi ra sân bay. Ra sân bay là bay qua bên Houston ha, rồi nghỉ ngơi ban ngày là tối là 9 giờ là đánh một cái set ở Dallas. Ủa ở Houston, Texas. Là tối thứ bảy đó xong là các mi phải bay ngược về Cali đi cái show chủ nhật. Mà các mi cũng nhiều khi mình nhiều khi á mình coi là những cái video mình chơi á mình cũng hơi ngạc nhiên là 4 ngày đó liên tục là rất là mệt, thật sự con người rất là mệt. Nhưng mà khi mình lên stage mình đánh DJ á là mình coi những cái video mình quay lại mình thấy ủa sao mình không có thấy một cái nét nào mệt mỏi trong đó luôn. Thì khi mình lên đó mình có cái power lại.
Thì như Chelsea nghĩ là DJ thì thường ít khi là mình sẽ mình bay lắm, mình cứ ngồi mình có ở Cali hay đâu đó mình ở riêng chỗ đó thì nó dễ dàng hơn. Mà mình chịu khó đến nỗi mà mình phải đi qua trực tiếp qua khác rồi xong vì đam mê mà không mệt luôn. Rồi mình bay mấy tiếng thôi rồi xong rồi đi làm một thêm đó, mấy thì tiếng bay nữa. Gần 4 tiếng đi rồi 4 tiếng về rồi. Nói chung là trong cái thời gian mà mình bay á với mình di chuyển mình rất là mệt. Mà cái khó nhất của các My á là các My phải ginh cái máy DJ theo nặng 65 pound. Mà mình chắc 90 pound mà 100 pound mà khiêng cái máy 65 pound. Mà cũng khi mà mình khiêng cái máy đó thật sự những người xung quanh họ thấy cũng tội nghiệp. Họ cũng lại nhưng họ khiêng phụ. Nhưng mà phụ nữ có người giúp, còn anh như đàn ông ai giúp anh giống như hôm nay giờ giúp như sao? Anh phải tự mình giúp. Cho nên là bởi vì em mới nói là anh rất là khâm phục những DJ mà nữ. Là tại vì nó không có dễ dàng đối với mình phải có sức khỏe mình khênh như vậy. Thì đó. Rồi giờ giấc ngủ nữa. Mà thì nói chung là tươi vẫn đẹp, tranh thủ ngủ mọi nơi đó. Cái người idol của anh á, em nhìn á thì là nổi tiếng nhưng mà nhìn là biết là hay thiếu ngủ, mắt quần đen hai bên. Mình làm lâu năm nữa. Bay tới bay nuôi rồi bay rồi phải làm. Nhưng mà khi mà người ta không thấy mệt nữa tại người ta thấy cái crowd mà cái crowd đó enjoy được cái nhạc của người ta, em không còn thấy mệt nữa. Tình thương của khán giả mà giống dành cho mình, giống mình cảm nhận được là mình cái tự hào về cái công việc cái arts của mình là tạo ra, cái nghệ thuật của mình làm ra. Wow, cái anh là khoảng anh làm trong nghề là cũng lâu rồi hả? Anh tính là DJ nè, anh DJ cũng được 10 năm rồi. Mình đã DJ trong gia đình thôi. Anh không nghĩ là anh giống như anh chia sẻ, anh không nghĩ là anh ra ngoài quán. Cho đến một ngày là anh Khang là chủ quán Khó Đồng Lưu có hẹn anh ra với hai người bạn nữa. Rồi anh tự lên anh chơi rồi hai người bạn kia không có lên thử, anh tự chơi rồi. Anh Khang nói ra chơi cho anh là từ lúc đó thì anh chơi không biết không nào biến thành cái công việc của anh luôn. Nó là như vậy đó, tự nhiên cái đúng cái thời cơ, cái duyên của mình đặt ngay mình ngày hôm đó là mình có năng khiếu mà mình không có, mình nếu mà mình chưa có căng đảm mình nghĩ là cái công việc của mình vì đam mê, nhưng mà từ cái đó mà mình tỏa sáng. Còn các My là chắc cũng các My thật sự từ nhỏ tới lớn luôn, từ lúc mà mình hiểu chuyện luôn á, là lúc ở bên Việt Nam là các My đã muốn theo đuổi nghệ thuật rồi. Thì tới lúc mà tốt nghiệp cấp 3, vừa tốt nghiệp high school ở bên Việt Nam xong á, là ba mẹ hỏi là muốn theo học ngành gì, là muốn làm ca sĩ diễn viên, là đã nộp trường lên xong hết rồi. Xong cuối cùng ba mẹ đưa đi du học là qua bên Mỹ, là lúc 18 tuổi là coi như ước mơ bị dở dang. Thì khi mà qua bên đây một thời gian cũng 8-9 năm thì ổn định lại á, thì các My muốn, thì lúc đó mình ở những cái tiểu bang xa, nó không có người Việt, không có cộng đồng người Việt nhiều. Thì 8 năm trước thì các My mới mua về Cali. Mới mua kiểu Cali mà lúc đó mình cũng có theo đuổi, có nghĩa là mình cũng làm cho đài TV và cũng có đi theo hát. Nhưng mà nó giống như là khi mà mình theo đuổi nó hơi bị trễ rồi. Mà thì lúc đó các My thấy là thôi mình làm nghệ thuật thì mình làm cái gì mà có liên quan tới nghệ thuật là mình vui rồi. Thì lúc đó các My định hướng là thôi sẽ học DJ. Tại vì lúc đó đi hát thì cũng sẽ hơi bị muộn với mọi người. Thì đi học DJ xong là qua rồi có những cái chướng ngại. Thì bây giờ thật sự mới hơn một năm nay mới trở lại làm DJ được. Cái duyên của mình, cái thời gian của mình là vậy, mỗi là người có cái thời gian riêng. Dạ, Thì hồi nãy mình nói về cái đam mê của mình mà mình đâu có nghĩ là cái duyên mình nó đến lúc nào đó đâu. Mà sao cái nghĩa là cái nghiệp mình hay là cái duyên của mình, nói duyên đừng nói nghiệp nghe cái này là cái duyên này. Các My cảm thấy là các My may mắn là các My vẫn còn theo đuổi được, tại vì có những cái gì với không thời gian á mà nó trôi qua cái em, nhưng mà thật sự các My nghĩ là mình đừng never give up your dream, tại vì nếu mà mình chưa bao giờ thử mà mình bỏ cuộc thì mình sẽ không bao giờ đạt được. At least mình thử xong mà mình không đạt được á thì mình sau này mình không có hối hận. Rồi bây giờ khi mà mình đi lại cái con đường nghệ thuật rồi đó, cha mẹ có đồng ý có sự không ủng hộ gia đình không? Thì bây giờ lớn rồi, ba mẹ thật sự hồi xưa thì ba mẹ sợ là mình vô showbiz nó xô bồ thì ba mẹ mới bắt đi du học. Nhưng mà sau này ba mẹ thấy được là các My mỗi lần các My đi về Việt Nam là các My cứ đi học thanh nhạc, rồi các My tìm những cái cách để theo con đường nghệ thuật. Mà thật sự hồi 8 năm trước á, là lúc em không biết sao anh Lãng, lúc mà 8 năm trước là ở Cali mình có DJ nhiều chứ anh? Chưa mà ít lắm. Ít lắm. Club một hai người thì đi xa xôi à. Thì lúc đó đó là các My thấy là nếu mà mình đi theo hát nó rất là khó. Thì lúc đó đang có một người chị của My, các My cũng là đang là DJ.
Thì chị mới nói thôi bây giờ ở đây là rất là ít DJ, bây giờ em về Việt Nam học DJ đi. Thì mới đi về Việt Nam học DJ là học một khóa 3 tháng ở bên Việt Nam. Rồi cũng có đi làm một thời gian, rồi qua đây cái có việc gia đình ngưng tới giờ. Nhưng mà rất là cảm ơn cuộc đời là cuối cùng mình đã có thể làm lại được. Mình không có bỏ ước mơ của mình với cái đam mê mà nó kéo mình lại. Thì anh Lãng này là khi mà anh đó một tuổi nào như mình nói là mình không biết được bỏ một ngày, tự nhiên mình biến thành một người DJ. Thì cái sự ủng hộ của gia đình, con cái như thế nào? Là oh my dad's a DJ. Có thấy gì nó lạ lạ mới không anh? Con cái thì nó feel happy lắm. Vì con cái là mẹ của Lãng, bố mẹ Lãng thì hơi lo ngại về vấn đề mà cái môi trường như vậy á. Nhiều khi hay lo cho con cái. Tại nhiều khi người ta không có vô môi trường đó, người ta không có biết, người ta nghĩ là nó phức tạp lắm, không có lên. Cho nên chỉ vậy thôi, con cái của Lãng khi mà tới coi Lãng trình diễn. Cảm thấy happy lắm, cảm thấy có cool. Cũng có nhiều người cũng có appreciate nhạc của ba, nó không nghĩ ba nó như vậy. Round to daddy, right? Dễ thương, giống như mình qua, giống mình thấy ba mình ngầu á, kiểu mà hay á. Nhưng mà đừng cái là, thì hồi nãy mình có nói, đầu show mình đã nói là cái chữ DJ đó. Rồi khi mà quý vị nào chỉ nghe phớt qua thôi, nó làm ảnh hưởng trong cái tâm trí của mình. Mình cứ nghĩ nó là một hình tượng mà giống như trong club, quán nhậu này kia. Chứ mình sẽ không có nghĩ nó là một cái trong cái chỗ phòng ăn gia đình hay là một cái nào mà mình cứ nghĩ nó to, nó giống như cái là một cái góc khuất riêng của những người DJ. Thì nhưng mà sau này thì đỡ hơn, phải không? Có nghĩa là mình phải thấy họ, mình phải hiểu họ. Thì ở bên Việt Nam hay ở tiểu bang khác hay nước khác á, thì DJ thì họ cũng có có nghĩa là họ cũng mến cái âm nhạc. Còn ở bên Cali của mình á, thì hồi nãy như mình có nói nó cũng có nhiều hơn ngày xưa, nhưng mà Việt Nam mình vẫn ít một phần nào đó, phải không? Thì nó là như hình xưa Chelsea không nghĩ nó là một công việc, mình chỉ nghĩ nó là một cái giống như vui vui thôi, giống tại Việt Nam mình rất là ít, rất là hiếm người để làm DJ. Các My nghĩ cái gì cũng gọi là đúng thời điểm, đúng thời điểm thì sẽ phát triển. Giống như các My nghĩ á, nếu mà thật sự mình cứ suy nghĩ như là hồi 8 năm trước á, mình học DJ xong, thật sự nếu mà mình ra nghề xong chưa chắc có việc làm. Tại vì 8 năm trước là Cali, những cái quán lounge hay gì là không có book DJ nhiều. Giống như Jessie cũng nói là đám cưới cũng không có book DJ. Thì thật sự là không có, mà lúc đó mình có đi làm cũng chưa chắc có job để làm. Thì bây giờ hơn một năm nay mình trở lại thì thật sự là từ lúc mà trở lại làm á thì được book show rất là nhiều. Vậy cũng một cái vui ha, cái là cái thành công của mình đó. Rồi mình có những cái chuyện vui vui nào mình muốn kể cho quý vị khán giả nghe trong khoảng thời gian này không ạ? Những mà đáng nhớ, đáng tưởng như mình đang làm DJ, có gì nó đùng đùng xảy ra. À, tại bây giờ ở trong mấy chỗ mà retail á, giống như là ở mấy cái chỗ Mỹ, mấy cái shopping mall á, thì lâu có event, có những ngày kia đó thì họ cũng mướn một người DJ. Xong cũng trong đó họ cũng sẽ làm cái gì đó nó hay hay, chứ có nhạc, nghĩa là hầu như là một cái mà ăn mừng là đều có cái nhạc nó kế bên hết, thì họ cũng muốn người DJ đó. Nhưng mà dễ thương cái là những người DJ đó không quan tâm ai đi qua hay lại hết, họ chỉ làm nhạc của họ thôi, rồi họ chỉ cần giống như mình nói là cái đam mê họ, họ thích nhạc thì đó là cái một cái enjoy của họ. Còn mình ở đây là khi mà mình làm cái công việc của mình là ban đêm ban tối á, thì mình có thấy mặt của những người không, hay là mình chỉ ụp mặt mình vô rồi mình chơi nhạc thôi? Cũng thấy chứ, thật sự tùy theo cái mood lúc đó. Ví dụ lúc đó mình đang chơi nhạc mà khán giả lên, cũng có một số khán giả lên dance xong rồi lại chụp hình với mình cũng vui. Hoặc là khi mà ngay đúng cái bài nhạc mà mọi người vui cùng á thì mình cũng dance chung với mọi người. Rồi mình có hát không? DJ có hát không? Hay thường là DJ chỉ chơi nhạc thôi? Anh Lãng có hát không? Có hát. Mình hát theo tài. Đối với anh á, mà tất cả những nước cái bài gì là anh trước khi cho khán giả là anh đã thuộc cái lyric của cái đó rồi. Cái bài hát nó trước khi đó anh phải feel trước rồi mới share với khán giả. Rồi xong khi mà anh spin á, là cái này là cái mistake anh learn thôi. Trong quá khứ khúc đầu là anh chỉ lo chỉnh máy rồi xếp nhạc sao hay bài kế tiếp, nhưng mà anh không có quên đi cái quan trọng nhất là khán giả. Cho nên á, để mà mình bắt được khán giả, mình mắt mình ri thôi, giống như anh vừa nói vậy. Nhìn cái dance floor, nhìn mắt khán giả coi có nhảy theo nhạc của mình không. Không, nếu mà không có thì mình phải làm gì, mình phải đổi cho khán giả cảm thấy mà happy với lại cái nhạc mình đang chơi. Thì thường á, giống như Lãng nói, thường á khi mà trước khi mình lên một cái stage hoặc là mình lên một cái buổi tiệc á, là ở nhà là các My, không biết Lãng sao nhưng mà các My á, mình sẽ lựa
những bài nhạc mình chơi đa số là những bài nhạc mình đã nghe rồi và mình cũng có thuộc rồi, nên khi mà mình chơi DJ mình thường hay hát theo. Nhưng mà cũng có những khi mình chơi DJ á, thì cũng có những khán giả yêu cầu mình hát hát mà bằng microphone, hát cho mọi người nghe luôn, thì cũng các mình cũng có hát. Wow, vậy bằng DJ là đa tài luôn ha. Ừ. Vừa hát vừa chơi nhạc, phải nhảy nhúng theo cũng điệu nhạc nữa. Tại vì trước đó thì các mình cũng có đi hát. Hồi trước là mình chỉ đi hát thôi, nhưng mà bây giờ thì mình giống như ngày xưa là mình hơi gọi là bị chi phối nhiều quá. Tại mình vừa đi múa, mình vừa đi đóng hài kịch, mình vừa đi đam mê, có nghĩa là mình làm tất cả mọi thứ và đi hát. Nhưng mà các mình nghĩ làm gì thì mình nên tập trung một cái, coi như cái nào là cái chính của mình. Tại vì nếu mà mình chi phối nhiều quá thì mình sẽ không có một cái chính. Thì bây giờ các My thật sự cái công việc mà các My đang theo đuổi và tập trung là DJ. Rồi khi nào mà khán giả thích các My hát thì các My vẫn hát rất rất vui. Thì nhờ mấy cái mà hồi xưa mình kêu tào lao hay là tào lưu hột dưa đó, nhưng mà nhờ mấy cái đó nó giúp cái năng khiếu đúng của mình rồi, đúng rồi. Là một người DJ nhưng mà mình cũng hát được là một cái bonus rồi. Rồi mình cũng nhảy múa theo thì nó là xưa múa thì giờ dance. Đó thì nó cũng nó có nghĩa là nó đã có những cái mà nó giúp cho mình rồi. Chỉ có là mình nói là giống như một cái viên ngọc mà mình chưa có mài dũa thôi. Bây giờ mình tỏa sáng rồi. Làm cái thành công trong đó. À, nếu mà bây giờ mà quý vị nào mà đang xem chương trình và có những em hay là những ai đó trong gia đình muốn học nghề DJ, mà quý vị cứ sợ cấm này kia rồi, cứ sợ là tại cái nghề như anh nói, nếu mà muốn có tiền á, thì cái nghề này phải là rất là may mắn, hay là mình phải có ở lâu dài, hay mình có cái gì nổi bật. Còn nếu không thôi là mình chỉ là một cái vui vui hobby thôi. Thì nếu như mà anh chị nào hay là ai đó có một đam mê nhưng mà không có cái can đảm, thì bây giờ anh Lãng và các My có những lời khuyên nào hay những lời gì mà gửi nhắn gửi đến không, là nên hay không nên? Anh Lãng khuyên chứ đi, anh Lãng là gọi là đàn anh giống, trong mình nghề cần tài, mình giống cần như các My vừa nói, anh chỉ cứ lặp lại thôi, đó chính là do not give up your dream. Chỉ cần mình đam mê thì mình tiếp tục, mình sẽ có ngày mình sẽ bước tới cái sự thành công. Chứ còn nếu mà mình bỏ cuộc cái đường là coi như là mình không bao giờ mình có sự thành công hết. Đó là cách anh muốn chia sẻ. Thật sự giống như Tracy muốn mình gửi lời cho những cái lời khuyên, tại vì trong công việc của các My thôi. Các My nghĩ vậy nè, không có gì hạnh phúc bằng khi mà mình được làm đúng cái công việc mình yêu thích. Rất là hạnh phúc, thật sự rất là hạnh phúc. Giống như thật sự khi mà qua bên Mỹ này á, là các My làm rất là nhiều công việc. Hoặc có những cái công việc làm rất là nhiều tiền, nhưng mà thật sự mình chưa được vui. Nhưng mà tới khi mà mình thật sự mình làm được cái công việc DJ á, mình nhận được cái đồng lương từ cái công việc DJ, mình rất là vui. Tại vì mình đã thật sự làm được đúng cái công việc mình thích. Thì giống như các My nghĩ á, bây giờ quan trọng là con cái hoặc là ba mẹ có những lời khuyên với con cái á, thì hãy cho con cái của mình theo đuổi cái công việc mà con cái mình yêu thích. Chứ đừng bắt phải làm bác sĩ kỹ sư hay gì hết, tại thử tới một ngày đó cũng sẽ không có vui. Còn bây giờ các My rất là hạnh phúc với công việc hiện tại của các My. Và các My nghĩ là bất cứ cái công việc gì cũng sẽ có cái tốt và cái xấu. Không phải là xấu, nhưng mà giống như mình làm cái công việc nào mình đi làm đúng không, thì chắc chắn cái công việc đó nó sẽ có cái điểm yếu và cái điểm mạnh, thì mình cứ theo đuổi thôi. Tại vì lý do tại sao Chelsea hỏi ấy, vì khi mà thường là quý phụ huynh đang ngồi xem ở nhà là mà mấy em hiện nay là Gen Z ha, là mấy em là thích nhạc, tức là TikTok, YouTube trên mạng xã hội là đều liên quan tới âm nhạc hết. Và cái đó là cái mà nổi bật nhất, là hầu như là đa số là ai cũng thích âm nhạc hết. Và cái những em họ không phải là họ không thích học, nhưng mà cái đam mê của họ, có những em rất là thông minh, rất là học giỏi, nhưng mà họ thích âm nhạc. Thì nhưng mà phụ huynh mà mình muốn con cái mình có tiền, có bạc, có nghĩa là có một công việc vững, là còn làm học ra ngành nghề rõ ràng. Thì nhưng mà lỡ mà như mà các My nói, những em đó họ học ra được nhưng mà họ lại không thích, thì là phí thời gian lắm, rất là nhiều, rồi chạy theo đam mê khác. Thì lý do Chelsea hỏi á, là tại vì khi mà mình nghĩ tới DJ thì mình nghĩ tới là quán nhậu, quán bar, quán club. Dễ bị cám dỗ đúng không? Cám dỗ là một phần, nhưng mà uống, mình có nghĩa là mình nghĩ là mình phải uống mình mới có nhạc. Thì nhờ sợ là cha mẹ cứ sợ là con mình tự nhiên đang này kia, tự nhiên đi vô con đường đó là bắt đầu uống. Rồi uống từ cái uống rồi hút chích này kia, rồi mình không phải dùng cái từ đó. Mình không nói được hết tất cả mọi người, nhưng mà đây là góc khuất thật sự. Rồi đó. Các My nghĩ như này, bất cứ công việc gì nó cũng sẽ có... ví dụ như giống như Jesse nói thì DJ thật sự thì có công việc hay va chạm với những cái bóng tối và những chỗ mà ăn chơi đó, góc khuất dễ bị cám dỗ. Nhưng mà cái mình nghĩ công việc thật sự do mình thôi, do cái gì mình phải biết control bản thân của mình thì mình sẽ
sẽ ok. Giống như bây giờ có những cái người đi làm những văn phòng đi, nhưng mà lại đi vô những cái quán nhậu rồi ấy, không có gì, quan trọng vẫn là mình. Giống như các My á, riêng về các My á là một đứa không biết uống nhiều. Có nghĩa là nhiều người ta cũng hỏi là ủa các My chắc uống dữ lắm, uống bù bà, mình không có, uống có bù bà, uống bù bà nhưng mà không uống rượu nhiều. Giống như là quan trọng là mình thôi, mình biết cách cư xử, mình biết khéo. Ví dụ như những người khác mời mình uống rượu, mình nói thật lòng là lúc mà em chơi DJ em uống là em không uống, em không chơi được, em cần phải tỉnh để em chơi đó, mình cứ chia sẻ thật lòng thôi. Cho nên là ở đây khi mà các phụ nữ thì thường người ta vô hai ly mà không uống người ta ngừng, còn như đàn ông thì họ vui quá họ cứ ép uống. Cho nên mình phải biết là mình phải biết bản thân của mình, no là no. Mình nói là mình cũng sợ khách buồn, cho nên mình có thể mình prepare một cái ly riêng của mình, trong đó nước ngọt thôi, thì mình cùng, chứ mình không có cùng cái ly người ta. Đúng. Mình không có thể mình chiều khách được. Mình mà không thương bản thân mình, không có ai thương bản thân, đâu có chủ bắt mình vô đó chứ đi chơi là phải uống đâu. Đúng. Yeah. Đâu phải lái biết bay là biết bay. Câu đó hay à? Không, mà thực sự là như mình nói là do bản thân của mình kiềm chế được hay không. Với là nhiều khi mình sợ mất lòng người ta, nhưng mà cái này cũng việc của mình mà. Bất cứ cái mình nghĩ bất cứ công việc gì quan trọng là cái cách mình cư xử thôi. Mình cư xử mình biết bây giờ ví dụ như bác sĩ hoặc là ai mà làm ở những cái văn phòng lớn thì cũng có những cái chức vụ từ thấp tới cao, thì DJ cũng vậy. Nếu mà mình bắt đầu từ những cái từ từ, ví dụ trong những cái show nhỏ, thì nếu mình thật sự mình muốn cố gắng nhiều hơn, mình muốn đạt được thành công nhiều hơn thì mình phải cố gắng luyện tập hơn. Giống như âm nhạc á là giới hạn, không giới hạn. Tại vì giống như DJ bây giờ các My đang làm DJ rồi, nhưng mà các My cũng phải học thêm, học những cái event, học những cái gì đó để cho nó tốt hơn mỗi ngày. Chelsea đang ngồi, cảm ơn các My và anh Lãng đây. Thì mình đang ngồi suy nghĩ, mình nói chết không, khi mà chiếu show này lên là mấy anh mà thích gặp giống như hay đi chơi buổi tối hay đi ra mà mình nói là relax á, thì gặp anh Lãng và các My chắc không biết là có lúc đó có mời rượu không, cái xong mình check thử cái ly của anh Lãng là ly nước ngọt hay ly rượu. Không sao, tại thật sự đa số những người quen của các My biết các My như vậy rồi, biết các My là một đứa không có uống nhiều được. Tại vì mời là mình cũng khéo là mình uống nhấp môi thôi, chứ mình không uống nhiều được. Thì ví dụ sau cái set của mình chơi xong á mà mình muốn party với mọi người thì ok. Chứ trong cái lúc mà làm việc á là các My cần phải tỉnh. Đó là my style. Professional mình cái đó thì quý vị là giờ hiểu rồi ha. Có nghĩa là khi mà mình nói về DJ là cái này là Chelsea muốn đem cái góc khuất của những người DJ lên để mà mình nói là cho quý vị biết là thực sự là nó không phải như mình nghĩ như thế nào. Thường mình không phải là mình như vậy, nhưng mà cái đầu của mình khi mà mình nghe cái gì đó mình nó nằm trong đầu mình rồi. Cho nên bây giờ mình cho một hình ảnh mới. Thì các My và anh Lãng có những cái website trên Instagram hay là cho quý vị có thể theo dõi, hay là ai muốn book show có thể gọi trực tiếp hay không ạ? Anh hãy anh Lãng chia sẻ với anh Lãng trước đi. Anh có Facebook thôi. Thì mình sẽ chạy cái tên chứ. Tên gì? Lãng. Dạ, DJ Lãng. Thôi mình sẽ chạy cái tên xíu cho nó rõ hơn. Dạ. Thì các My thì cũng có Facebook. Facebook của các My tên là Các My, mở ngoặc là DJ Các My đóng ngoặc. Thì với hiện giờ các My đang làm, các My với anh Lãng cũng đang gọi là, có nghĩa là mình nhận tất cả những show DJ từ book show ở event hoặc là birthday hoặc là wedding nhá. Nhưng mà cái hiện giờ cái chỗ mà mình gọi là cái chỗ mình làm việc nhiều nhất và ở thường xuyên là tại Top Lounge. Các My đang ở Top Lounge nhiều. Thì ví dụ quý vị khán giả nào mà muốn biết thêm thông tin về những cái show và những cái event sắp tới của các My cũng như anh Lãng á, thì có thể theo dõi Facebook của anh Lãng và Facebook của các My, hoặc là vào Facebook của Top Lounge and Restaurant thì cũng có những cái schedule DJ ở trên đó. Dạ. Mình còn khoảng chừng 6 phút nữa, thì trong khoảng thời gian này mình có cái gì mà nãy Chelsea quên hỏi là thiếu sót không, để mình chia sẻ thêm những cái góc khuất hay là những cái mà ấm ức của mình là vài năm nay anh Lãng 10 năm DJ, có những trường hợp nào mà anh vẫn nhớ đến bây giờ hay không ạ? Có bây giờ mình bị mất ngủ không? Là vì mình làm công việc cái giờ giấc đó là mình về cái mình mất ngủ luôn. Cái xong mà mình giống như là mình mấy ngày không ngủ luôn, hay là mình khó ngủ, hay là mình ngủ có 1 tiếng à? À không, đối với anh thì không. Mệt quá. Mệt quá là ngủ thôi, là thiếu ngủ luôn. Dạ. Em. À,
Không, Cát My thì Cát My nói chung cũng dễ ngủ lắm thật sự, với thường thường á đi làm về trễ rồi về ví dụ về khoảng 2 giờ là skin care này nọ lên giường thì cũng 3 giờ là ngủ thôi. Nhưng mà giống như mình cái giờ của mình khác với mọi người, ví dụ người ta 10 giờ đi ngủ, 7 giờ dậy thì mình 1 giờ mình ngủ thì khoảng 10 11 giờ mới dậy. Không, cái này cho quý vị thông cảm là tại sao mà mai mốt mình buồn ngủ trễ là tại mình đi làm trễ. Cái giờ đó của mình nha. Rồi ăn uống đều đặn hết luôn ha. Hay là cái giờ, vì cái giờ mình đã đổi giờ rồi, cái ăn uống mình có bị bao tử đâu, bao tử hay bị những cái sức khỏe như anh nói, là nó bị cái vấn đề là sức khỏe. Không, đối với anh thì không có có bị gì. Chuyện cái là mình đứng lâu, mà nếu mà mình không có sức khỏe, không cách nào mà mình đứng lâu mà mình có thể chịu nổi được đứng lâu. Đứng lâu thôi chứ không cần làm gì là đủ hết mệt rồi. Rồi mình có cần mặc đồ gì mà nó gợi cảm xíu không? Giống như Cát My nói đó, thật sự luôn. Thì lúc mà Cát My trở lại công việc DJ hơn một năm trước á, thì có rất là nhiều bạn. Tại vì cái style của My ngày xưa tới giờ là kiểu hơi bánh bèo đó, bánh bèo tiểu thư á. Thì ai cũng nói, ủa trời sao nhìn em bánh bèo tiểu thư mà làm DJ. Nhưng mà đối với Cát My á, thật sự Cát My không hiểu là ở đâu có một số người cứ suy nghĩ là DJ nữ lúc nào là cũng phải mặc đồ style sexy. Nhưng mà Cát My đã theo dõi rất là nhiều những DJ trên thế giới, những DJ nữ luôn. Họ mặc đồ phong cách rất là gọi là free, giống như là nhìn rất là thoải mái là được. Hoặc là nhìn rất là dễ, giống như là sao anh, kiểu mặc áo bình thường đó, em thấy rất là nhiều DJ trên thế giới. Đúng rồi, rất là mặc không cần phải show, rất là dễ thương, kín đáo, nó đơn giản là kín đáo. Có nghĩa là rất là bình thường với mọi người. Nhưng mà tại vì Cát My nghĩ á, còn riêng về Cát My á, tại vì Cát My hồi xưa giờ cái style của Cát My là kiểu dễ thương, chứ Cát My lại không thích kiểu sexy gợi cảm thôi, nhưng mà không có gọi là quá lố, Cát My lại không thích. Với lại theo môi trường bên này thì mình đâu có quan tâm trọng chú về mấy cái vấn đề đó, thì cái đó tùy người thôi. Nhưng mà bên có nghĩa là có những cái hình ảnh đang làm cho mình cứ nghĩ là DJ là phải mặc đồ hở hang. Đó, như hồi trước cũng có một chị bạn của My mà khi mà Cát My đi các chị cũng có thương Cát My thôi, cũng có gợi ý là em ơi, em đi làm DJ là em phải mặc đồ sexy hơn, phải gợi cảm hơn nữa. Không, em nói no, cái đó là style của em, nếu mà ai thích cái style của em á, thì book em. Còn không thì thôi, chứ em không có thay đổi phong cách của em. Nhưng mà em tập quan trọng nhất là em chơi nhạc, em đánh nhạc sao cho nó hay, cho khán giả yêu thương hơn. Chứ thật sự nếu mà mình mặc cái style gì đó hoặc là cái gì đó mà mình chơi đánh nhạc không hay thì cũng không được. Chứ là nó không phải là mình. Giống như mình ngại lúc đó, vừa đánh mà vừa sợ này kia rồi thì mình sẽ mất nhiều. Có nghĩa là mỗi người mỗi cái cá tính khác nhau hết. Cái là do mình, bản thân của mình. Giống như nếu mình không uống thì không ai ép được mình uống. Có nghĩa là mình phải học cách nói no, say no. Thì cũng là do mình thôi, nhưng mà mình dễ thương là được rồi. Thì mình còn khoảng thời gian 3 phút mấy, thì trong khoảng thời gian này anh Lãng còn thêm gì không? Hay Cát My có thêm gì nãy giờ mình không có nói đến không? Thì những lời cảm ơn cho những người bạn bè mình. Có nghĩa là khi mà mình mang tên cái chữ bây giờ là mình DJ, là mình có gì mình khác với bình thường không? Chứ là những công việc xưa của mình, hay là nó cũng là một cái title thôi, một cái tên, một cái mình nói là cái danh hiệu hả, cái tên cái gì, cái biệt danh đó hả? Thì thật sự riêng về Cát My là trước giờ là rất là nhiều bạn bè hoặc là người ba mẹ của Cát My thì cũng biết là Cát My thích đi hát, thích làm ca sĩ, thích được đi hát. Nhưng mà khi mình chuyển qua DJ thì thật sự thì có thay đổi phong cách chút xíu. Thì ngày xưa là rất là bánh bèo luôn, thì bây giờ cũng vẫn còn, nhưng mà cái style nó ngầu hơn chút xíu. Thì với thật sự mà khi mà mình đi làm những cái công việc này thì mình gặp gỡ nhiều người hơn và mình học hỏi thêm được nhiều thứ. Ví dụ như bây giờ Cát My gặp được anh Lãng nè, anh Lãng là một đàn anh trong nghề DJ hơn 10 năm, thì Cát My cũng học được những cái phong cách, những cái style, những cái skill của ảnh để Cát My trao dồi thêm. Tại vì nghề DJ hoặc là mình phải trao dồi thêm mỗi ngày. Cảm ơn Cát My và anh Lãng. Còn học hỏi anh Lãng nhiều lắm. Còn anh Lãng ơi, có những cái bí quyết nào hay là những khi có những đại tử không? Có những người đang nghe bây giờ nói, ôi tôi cũng học DJ. Mình có nhận đệ tử không, giống như học lớp anh hay gì? Thì anh không bao giờ dám nhận ai đệ tử hết. Anh chỉ có là chia sẻ thôi. Anh biết những cái gì đến ngày hôm nay anh vẫn còn học hỏi mà. Cho nên anh không có dám nhận đệ tử. Anh chỉ là ai mà thích nhạc thì đến với anh chia sẻ những gì anh kiến thức của anh có, anh chia sẻ lại thôi. Mà giống như ai giống như em cũng biết là DJ là freestyle. Có những DJ
tại sao mình DJ nổi tiếng thế giới mà lên chỉ mặc áo thun thôi, áo thun người ta đúng rồi, áo thun rồi, tại là cái phong cách của họ là như vậy. Cái này không phải nói gì nhưng mà cái máu của người Á Châu mình là thích rườm ràng, thích giống như là mình thích hay cái bài nhạc hay sao hay ra gì đó, sao hay ra dẻ. Thì cái là nhiều khi là đối với người khác ngoại quốc thì họ đơn giản thôi, nhưng mà đối với mình nhiều khi mình giống như có nhiều khi mình làm lố cái thay đồ của mình, hay mình làm lố cái nghĩa là cái hình ảnh của mình á, cái nhưng mà cái tùy người thôi. Có những người họ rất là bình thường, rất là khiêm tốn thì họ bình thường, còn những người họ thích shine, họ thích cái nổi bật trên stage thì họ sẽ mặc đồ nổi, thì tùy người thôi, chứ mình không phải nói là DJ hay ai. Mà bản thân dù cho một người làm công việc khác mà họ cũng nào cũng mặc màu mè, và cũng là cái người đó mặc cùng công việc đó, người khác cùng công việc đó họ thích mặc màu tối hơn, thì tùy cái người thôi ha. Thì giống như các My nói đó, giống như cái style của mỗi người đều khác nhau, và cái âm nhạc cũng vậy. Giống như trong DJ á, là có một số có thể DJ thì thường á là chơi được tất cả loại nhạc, nhưng mà giống như có một số DJ thì họ sẽ chuyên về cái dòng nhạc đó. Ví dụ mình có nhạc Vina House, nhạc EDM, nhạc Jazz hoặc New Wave, thì có những người họ sẽ chọn chơi chính cái dòng nhạc đó là nhiều nhất. Nhưng mà giống như là thì cái phong cách mặc đồ cũng vậy, cũng mỗi người mỗi khác. Chứ nếu ai mà cũng giống nhau hoặc ai cũng ấy thì cái style nó sẽ bị chán á. Nên các My nghĩ mỗi người một cái style, quan trọng là ai thích như kiểu nào thôi. Dạ, Chelsea cảm ơn các My và anh Lan rất nhiều, vì mình không có đủ thời gian để mình chia sẻ thêm cái góc khuất của DJ và âm nhạc hay là cái gì đó, nó cũng rất là hay. Và mình phải gửi lời chào tạm biệt đến quý vị khán giả. Thì Chelsea xin mời các My và anh Lan gửi lời chào đến quý vị. Các My cảm ơn trước tiên cảm ơn Chelsea đã mời các My và anh Lãng tham gia chương trình Góc Khuất. Các My rất là vui và cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe những chia sẻ góc khuất của DJ. Thì các My chỉ muốn cho khán giả biết các My chọn cái công việc DJ là cái đầu tiên là các My chỉ muốn đem niềm vui, đem âm nhạc đến cho mọi người, tạo tiếng cười cho mọi người. Cảm ơn các My rất nhiều và em mời anh Lãng. Lãng cũng xin kính cảm ơn quý vị khán giả của đài Góc Lê Lê Sài Gòn TV. Dạ. Lê Lê Sài Gòn TV. Cảm ơn rất nhiều và cảm ơn các vị rất nhiều. Và Chelsea rất cảm ơn quý vị đã xem chương trình Góc Khuất. Và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.